chua. Sinh hộp là ăn hả? Dạ. Cái xưa ăn rau từ đấy mày cắn cho. Cái này là cả nhà biết cái cây ổi thường làm gì không? Cái nạn nè, cái nạn mình làm vàng ná, nó rất là dẻo. Với cái nữa là mình làm cái mọng cái cối xay. Dạ. Cái ngỗng cối. Sao mà cái ổi này nó mới tốt vậy không? Ký ký ký. Rồi, bữa nay Sơn Hà được đi chơi rộng rãi ha. Bữa nay cả nhà mình biết ở đâu không? Đây là ghé nhà dì Út 15 cả nhà ha. Hôm nay đi với Sơn Hà với mấy năm vô nhà dì Út 15 chơi. À, Quang Sơn chào cả nhà nghe. À, qua Tết rảnh rỗi rồi mình đi vòng 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 thăm bà con xíu ha. À, chiều rồi không biết gì ơi, Út cơm nước gì chưa? Cơm nước chưa Út? Nghe luôn hả? Ở cơm nước chưa, đang ăn ké. Lẹ dữ ta, không có báo luôn mà cũng có luôn ha. Sơn Hà, thả Sơn Hà xuống đi. Sao quéo chân vậy? Sợ con chó hả? Vô mới đi về hả? Nãy không có báo trước. À, nói vô mà không rồi Út mà chạy về rồi. Gặp bữa nay mà Út về trễ là con với mẹ Út. Út qua Út con đi sớm chút là dạ. Út mới về rủ đi đâu chơi mẹ. Nói trời đâu mát mẻ rồi, chạy Út vòng vòng chơi. Kì 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 kì. Lên trước chơi sáng sáng đi. Dạ. Nó xò chín rồi nó. Ủa? Nhỏ xíu vậy mà chín hả? Đó hái thử coi. Còn chín trên cây không Út hay là đâu con phải nhất là hái trên cây á. Để chú vô coi có trái nào chín cho con hái. Con tưởng xài này ăn xài xanh không chứ? Con không biết con ăn mà con biết con hái ngọt. Con có trái mẹ ăn rồi còn đó không phải. Vậy không ạ? Nhỏ xíu vậy mà chín ta. Con tưởng đâu là nó xanh. Chưa thấy màu da. Nó xanh lè vậy nè. Thấy bên sau cũng có trái. Hết rồi. Hết mùa vụ. Ủa cây này phải cây khế không ạ? Trời ơi cây khế lóc co dữ ha. À, cây này mới ăn khế trái vàng được nè. Chắc là Út hết tỉa rằng cho thân nó bự á. Dạ. Đấy nhà chị Sơn Ca có cây chút xíu mà chọc chị Sơn Ca. Dạ. Có trái mới ra canh chứ. Trồng đậu que hả? Trời ơi, che cái gì đây, trái gì bự bự nè mà. Đó. Lấy cái mấy cái dòng bơm lê để che lại. Bữa Út mang vô cho mình quá trời. Cái ổi nào nhỏ hàng kia kìa. Dạ. Đó nhỏ hàng kia kìa. Ở xẻ hàng kia kìa. Con gì kiếu mà? Gà nước. Hồi xưa nhớ mẹ lụm được trứng gà nước về mừng quá chừng. Đâu coi đắng đây còn trái không? Ổi hả? Hồi xưa cây cốc rất là lớn, bạn bè mình về cái mình chạy vô Út chơi hái cốc. Nè chín quá trời mà ấy. Thơm ổi chín nè. Nó rụng trắng đất luôn nè. Thử cái này ha. Có sâu không ta? Thử. Nó rụng quá chừng luôn. Nó bị chín rụt rồi. Bữa nay nó cũng hết hay gì trời luôn nè. Con không có ra hái đâu. Hết bữa con hái cho năm rồi cái con về con quá. À, mời cả nhà ha. Ăn ổi nè. Nó chín rớt quá chừng. Rớt quá trời. Ổi này... trên Sài Gòn bán nhiều lắm. Út. Giờ tao thích ăn ổi nhỏ nè. Ổi nhỏ này giờ ở với mình hiếm lắm á. Dạ. Tao đốn bỏ. Tao không có trồng á. Cái nhánh kia kìa, nhánh nãy á. Nhánh nãy. Mình ăn mình cẩn thận coi có sâu không. Ừ, cũng có sâu, ngon không? Ừ. Cái hột nó thơm mà hột nó ăn không tốt. Hột nhiều quá. Dạ. Ăn sợ không tốt cho đường tiêu hóa.
Con ổi là con xin cái hộp rồi nè. Thôi con ăn ổi chín, con ăn ổi chua chua. Chua. Xin hộp là ăn hả? Dạ. Hồi xưa ăn rau. Từ để mày cắn cho. Cái này là cả nhà biết cái ổi thường làm gì không? Cái nạn nè, cái nạn mình làm vàng ná, nó rất là dẻo. Với cái nữa là mình làm cái mọng cái cối xay. Cái ngỗng cối. Sao mà cái ổi này nó mới tốt vậy không? Nhờ cái lúc mà Sơn với mẹ xin cái mọng bằng ngỗng. Mọng cối hả? Ngỗng cối. Ngỗng cối á. Rồi ốc bắt mới cưa ngang. Trời ơi. Tự nhiên nó nhảy nhánh, nó phát lên luôn nè. Vậy là cái thân kia nó bị lão ha. Đúng rồi. Nó ra nhánh mới nó sung. Giống như cái táo người ta mùa. Trời ơi, mà xin cái ngỗng cối cưa hết cái thân người ta luôn. Cưa hết cái thân luôn. Trời ơi, cả nhà thấy gì cũng chạy vô dĩa ốc ráo hả? Xin Sơn chạy vô rước ốc rung quá. Xin có cái ngỗng cối mà cứ cưa hết cây ổi ta luôn. Cây ổi vậy ra nhánh khác nè. Giờ vậy mà có ăn nè. Con ăn ly vô uống nước, ăn xài nó. Sơn vô ăn xài, ăn xài uống nước. Ăn xài uống nước hả? Nhà dốt vậy mà cũng có cây trái nhiều quá ha. Bữa sách ổi rồi. Cây vô trong đây mà sao mà nó tốt dữ lắm. Cho con trái. Trái gì lỡ lỡ này nè, ăn mới ngon cả nhà. Mình đâu có tưới nước, anh Quát có tưới thỉnh thoảng mà Quát thì nó tốt không nè. Dạ. Sung quá. Cây dừa dứa nè nè. Vậy hả? Ngon đã ha. Sơn, dốt quá Sơn nghe, cây này là cây mây. Năm sau nó có. Cây mây. Cái trái mây mà vàng vàng hồi đó ba còn khỏe mà ba hay ăn á. À, lông lá đó hả? Dạ. Ủa dạ. Cây mây mà chua chua. Cây mây Thái nè Sơn. Ở đâu mà có vậy? Con lấy cái hộp con ương mà nó đem hả? Dạ. Hay quá ha. Dạ. Cái bức tường này con thấy nó cổ quý lắm nè. Năm nào cái hồ hả? Hồ nước, cái hồ nước chắc cũng cả mấy chục năm mà ha. Cái hồ nước này mấy thấy cái cách xây. Cả 40-50 năm. Dạ. Nhiều. Thì hồi đó ở đây đổi nước mẹ tự ngoại về đây đổi nước uống nè. Dạ. Cái khu này là ở nhà này có cái hồ này thôi đó. Vậy là nhà này giàu nhất luôn. Dạ, hồi đó ở đây là giàu nhất. Giàu nhất. Hồi xưa ông cố thì giàu nhất, giàu tới dốc là giàu. Cái dừa năm tới cái trái nè, nó mập uống về năm tới nó trái ra. Cái dày ngon lắm bạn. Chín quá thì mình sẽ sâu. Năm tới nó sẽ ra cái kêu bằng cái gì ta? Cái gì mèo. Ừ. Dạ. Còn nhiều quá. Hỏi này thơm quá. Nó hửi, nó hửi, nó thơm lắm rồi. Này bà để bà ngửi chứ mà sao bà đừng ăn. Bà ăn ruột thừa. Cải Sơn rồi ăn là ngon. Cỡ con giờ là không xi nhê vậy. Dạ kiếm miếng ruột thừa ở đâu có. Đau thương bắt nhập luôn. Để con ăn hồng ổi đi Sơn. Không có sao đâu. Cải nó xuống ruột thừa hả không? Đi vô Sơn ơi. Hồi đó mắc cười anh Bảo tới lớp 12, anh Bảo mổ ruột thừa. Chứ con hết lớp 12. Còn con vừa tốt nghiệp ra trường con cũng mổ ruột thừa. Vậy đó hả? Thì cũng hết lớp 12 mà. Dạ, tức Sơn, là Sơn đang thi. Dạ dạ. Đại học. Không chịu thua anh Bảo hả? Theo đáng góp luôn. Anh tới đâu em tới đó. Y chang luôn. Ngộ thiệt. Vậy là đấy đó không phải do ruột ổi rồi, không thể nào mà trùng hợp được. Đó là do cái sức khỏe mình. Cũng hợp hết lớp 12 đang thi đó. Đó nó vàng bên trên nè. Bần giòn, ổi dẻo, me dai. Giờ cái ổi nó dẻo không sao, cứ làm bẻ thoải mái không gãi đâu. Hồi xưa có nhiều cây cũng hay ha. Nước là ngập lên tới đây không Út? Không thôi, nó thấm thấm từ xa vậy đó mà nhiều khi trồng qua màu không được Sơn. Dạ hả? Nó không có tràn lên đây mà nó ở dưới. Dạ, dẫu có cái vườn này cũng hay quá ha. Ý là không đổ lên mới đổ đất trồng rồi đó. Dạ. Đổ đất trồng rồi nó... Vậy đây trồng cây nổi không ta? Có bị mặn không? Chắc bị ngập. Cái này phải đổ thêm đất. Vậy chắc phải đổ cao hơn nữa mình được. Thêm đất lên đó. Mình không đổ có nhiêu đó đâu. Đổ có mấy miếng à. Dạ phải không có tiền. Không vậy nó chị cho 10 xe không chịu. Thôi. Vô xe mất xe mất xe mất đồng bằng hộp nè. Mà đất đồng cái nó tốt dễ sợ chưa. Phải đổ lớp lên như vậy nè mới được nè. Xem Sơn coi mất đất quất trồng bằng hộp rồi Sơn. Trời ơi vậy ha. Trồng bằng hộp thì nó sẽ lâu già. Cái mai vàng quá trời nè. Dạ. Ổi đó ổi gì bự hơn hả? Xin ăn cái ổi của Quốc Trồng nó nghiền luôn. Nó ngọt ơi là ngọt luôn. Này chút chắc chia ra chứ mình ăn hơi ổn. Thôi đừng hái nữa. Thôi được rồi. Hái hồi mai Út ra hỏi ổi Út đâu. Chừng nào nhờ ta?
nói vậy không. Anh quá khổng nhờ thì đời của con của thằng Khánh nhờ. Ông nội chồng nhờ. Ông nội chồng. Ừ, của ông nội chồng. Ông nội chồng để lại đó. Nhiều lắm, có một cây mà quá hay vậy hả? Ở cây này cây gì mà lão Út? Cây nhãn. Chết rồi hả? Ổn quá ha. Trái quá trời. Nãy nhà chị Sơn Ca trồng được cái cây khế nhỏ xíu, mà kêu chị Sơn Ca tối ra giữ để ăn khế trả vàng. Mà nhà Út có cái cây bự quá trời luôn à, cái gốc to quá trời luôn. Hồi mới đi hái được 5 trái đu đủ chín, một trái được chí 8 2 kg. Nghe cái cây đó cũng phong thủy lắm à, vú sữa nè. Chín ăn liền luôn á. Vậy là Út giàu rồi. Những cái cây mà như cây khế nè, cây vú sữa trồng ở nhà là giàu lắm á. Ông coi xài nè. Ờ chín mới hái sáng là sao? Chín ha. Dạ. Ông mới hái sáng. Dạ, ngon quá. Thế nào ra giống như sinh hài vậy ta? Út xẻ này ăn thử không? À, cả nhà mình thử cái ca sĩ Sa Hà ca bánh à. Ca sĩ Sa Hà. Sa Hà nghe hát khoái à. Đó. Sa Hà, karaoke Sa Hà. Ai hát? Ai hát gì cơ? Vì ăn hết cái đầu trời lỗi hết kìa. Thử ăn. Ăn được sao? Sướng ăn sao? Mẹ ăn ổi mà. Tao ăn ổi tao. Lấy hộp ra không Út lấy. Sinh ca hai được 5 trái đu đủ chín. Hỏi ngon quá. 3 trái sẽ liền, còn 2 trái cái bìa. Trái được 2 chứ 8 luôn. Bự vậy đó hả? Ừ. Ở này chưa chín nhưng mà ngon. Tham quá. 2 cây nữa hả? Ngọt quá xinh. Tuy Hà cũng ăn đó hả? Đu đủ thiệt ngọt kiểu canh. Ngon không? Vô bột vui không? Ừ. Vú sữa. Cây vú sữa. Vô bốc vui không con? Vô bốc vui không? À, vui. Qua Tết Út có đi đánh văn nghệ ca nhạc đám cưới không? Út có đi mấy bữa nay. Mới đi bữa hôm kia. Dạ. Bữa hôm qua nghỉ. Nay em lại có việc làm rồi không? Ủa Khánh đi làm sáng thì chiều về không? Ừ em đi sáng về. Chiều về sáng luôn. Làm ở đâu vậy, Út? Ở trên Long Sơn đó Sơn. Cần vô hả? Cần nước. Cần nước. Rạch kiếm lên á. Cần nước. Được. Vậy cũng được quá ha. Hôm nay giỏi lắm, nay năm khuya dậy nấu đồ ăn mang theo nữa mà. Tự nấu hả? Dạ, nấu là công ty làm ăn không nổi, giống như công ty dạ. Út Khanh có nấu giùm nó không? Không, nó tự nó nấu mà nó hay đó. Vậy hả? Điền khóa bộ đội hay quá ha. Dạ, giỏi quá. Điền khóa về tự lập được. Về cái đồ dơ đó nè. Cái con thấy đi làm về mệt quá, con kêu tự con để nó đi mẹ giặt giùm con cho, thôi mẹ để con giặt, tự giặt bưng ra thì thôi. Hôm qua đi nhặt cái gần hay xa? Ở ngoài ông Sim. Sim đó nè. Ngoài nhà anh tắm Sim hả? Dạ. Tắm gì vậy? Ông cưới con nhỏ. Gái cho anh đó nè. Con Thảo hả? Chắc là vậy. Nhỏ nhỏ. Nhớ bằng việc á hả? Phải không? Không biết. Mà cô dâu phải tròn tròn. Nhỏ là bằng việc con xã hả? Ừ, làm phụ nữ phụ nơi gì đó. Vậy quá. Mấy không có trong xã rồi. Anh Sơn. Dạ. Nhỏ rồi. Nhớ quan xài không? Dạ hả, em đó. Xài nhà ta mà mình mày. Nhà cả nhà ha. Nhà tâm mời mới em mới hay chứ đợi tâm mời lâu quá. Xài ngon quá. Ngọt khắc luôn mẹ. Ngọt thôi qua chị ăn mẹ hết cái. Giống nhà vườn á hăng. Dạ. Ôi. Vườn bữa là cũng trồng á hăng. Bữa mới hái không? Mới hái bữa thì sao? Nó chơi nó đẹp. Mà cây bữa con trồng đâu con Sơn không biết đâu. Nhìn tí tí rối á. À, treo bằng thả hả? Xài ngọt quá trời luôn. Ngọt lắm. Khoái ăn xài này lắm đâu. Nó ngọt cái gì đâu. Ngọt. Mình nó không có nhìn không có đẹp. Nhưng mà nó mà để chín rục là nó hư phải không? Đúng rồi. Nó chín từ trong chín ra chín quá là nó sẽ hư. Cứng cái đồ. Tại kia là người ta hái tẩu. Cứng thấy nè. Nó xanh vậy mà mình đâu có nghĩ nó chín. Tại kia là người ta hái xài già người ta tẩu. Thành ra nó chín ra ngoài. Chín đều. Dạng thật cả. Còn cái này chín phần ruột ra. Và có những thứ người ta hái còn sống người ta vú chứ đâu có chợ chín cây. Dạ. Chu Bi này có người yêu chưa Út? Chưa. Mới về dắt chưa hả? Vậy là phụ ba mẹ được thời gian rồi. Bé Ti học từng dạng lần. Ừ, bé Ti đi học từng dạng lần. Cái đồng hồ gắn mẫu ha. Sao nó? Nó dán. Thấy nó lạ lạ. Dễ không Út? Dễ thương ha anh. Nó dán hay là dán rồi cái đồng hồ thì gắn.
cái đồng hồ thì có cái khoan rồi móc nở ha. Ngon không Sơn Hà? Sơn Hà cười kìa. Sơn Hà cười kìa nó. Cho nhà Út ăn quá trời ta. Sơn Hà Út làm cái gì kìa? Út cho gì kìa Sơn Hà, chạy theo. Ông Út ra cho gà ăn kìa Sơn Hà. Trong đây mát mẻo không ha? Nó bún nước thoải mái không ha? Đây mà Sơn Hà với Bảo Tính vô cái chỗ chạy sướng. Ôi, cái bụi bông binh nhà mẹ anh đẹp á ha. Trang dây hả nào? Ở Dũng với mẹ về bển anh nào? Bữa đám dỗ á. Đám dỗ ngoại. Bữa đám dỗ cố á. Dạ, chiều về hả? Rồi tụi con về đám dạ. Dỗ xong. Về không có chơi được hết. Mẹ nói chạy là về. Chơi không đã với gì ba gì đó. Mẹ đi Út, mẹ kêu Út về với mẹ về thăm mẹ Út ơi. Cái này dạ. Mình đi tiếng hồ ha. Trời ơi. Phá quá. Cái gì đông người cái nó qua nó lợi gì có mấy chữ. Dạ. Người nói về hết câu hết giờ hả? Giống như hồi xưa đi karaoke vậy xài hết giờ vậy đó. Đúng rồi, karaoke cứ từng giờ mười xài tốn tiền. Hồi xưa ở đây nhớ có mấy cái karaoke mà hát bằng cuộn băng ha. Rồi là tới đâu hát tới đó. Có bấm bỏ chứ đâu có qua bảng được. Cái gì thôi. Tới bảng nào phải hát bằng đó. Dạ. La đại gì cho nó mới thuộc hát cho đáng đồng tiền. Chứ không có bấm qua đâu có chủ đâu có bấm qua đâu. Rồi cái sau đó tới xài đĩa. Cái dì 10 con nhớ mẹ kể. Giờ 10 đi làm về xong rồi còn ghé vô hát văn nghệ. Cái ai nói karaoke. Karaoke. Cái về mép bà cố. Cố kia cô nói nói ông ngoại nói vậy nè. Đi làm trắc ke cực khổ vậy đó giờ 10 nha. Trắc ke cực khổ vậy đó mà về còn đi ghé karaoke hết ráo à. Karaoke làm sao bà cố á, bà cố lúc đó già nằm chỗ đâu biết gì đâu. Karaoke là sao cái nói là 1 tiếng 4 ngàn phải không? 4 ngàn 5 ngàn mà ngày trắc ke có 20 ngàn hả không? Đi ca hết mấy tiếng karaoke. Rồi hết ráo nhưng một ngày trắc ke đi ca vậy đó giờ 10 á. Chứ ngoại nói trời ơi nó ca tiếng được 4 ngàn thì cho nó ca. Nhưng nó có con ơi nó ca được kiếm tiền con kiếm tiền con nó đi học bà cố đâu tưởng ca là ca mình trả tiền người ta hả? Mấy kể lại cho cô nghe nó nha, mình ca cô là quá trời luôn hả? Mình trả tiền ta 1 tiếng đồng hồ là 5 ngàn mà ca 4 tiếng 4 ngàn mà ca hả 4-5 tiếng đồng hồ là như đi trắc ke một ngày là hết ráo. Cái ngoại trời ơi nghe. Đấy, gặp mà có bà 10 còn là giao Sơn Hà cho đi hát luôn nè. Kiếm tiền hả? Tiếng 4 ngàn hả? Sơn Hà cũng nghiện hát với bà 10 vậy đó. Hát sao con hả? Mà mọi người ha, đi trắc ke nguyên một ngày nắng, giải nắng dầm mưa có 20 ngàn mà đi hát tiếng 4 ngàn mà. Về là ghé hát luôn. Về là ghé hát luôn. Nè con ca đi con. Bà 10 con ca bà mẹ quê đi. Sơn Hà hát đi. Bà mẹ quê. Ca đi con. Cá đây cho ra đây ở với ông Út bà Út có đờn luôn nè. Út đờn con ca không? Cái cây đờn mà đồ chơi đó đờn nó không có gãy luôn á. Gãy cái đầu chó đâu con chơi chó đi con sợ nó sợ nó thao khoái lắm mà nó sợ đó, cái tay thì ngoắt đây ngoắt mà thụt lùi chó đi chó anh ăn xoài á. Đừng gọt nếu anh trái nữa rồi. Nãy sao teo xuống lụm. Con anh lớn nữa, bữa về nó nhỏ xíu rồi. Thì đó. Bữa về cái chút xíu rồi anh. Lớn hết trời luôn nè. Ủa vậy hả? Tưởng con chó của... Chó biên về. Vậy hả? Không bút cơm đó. Mau quá không? Vậy tưởng con chó bên cậu chính nè. Chó đâu xin hả? Đi lại bà mẹ đi, mẹ chơi đi. Đi thụt lùi hoài vậy đó. Ừ. Đâu có sợi ngọt không có sốt ruột sao? Sốt ruột chút vậy ăn cơm sao? Ủa hai Út dọn cơm ăn quên sao? Nãy nó hỏi cơm chưa? Hỏi cơm chưa hả? Sao mà giờ ăn ké rồi dữ. Ừ. Nãy trong đây mưa nhiều hơn nhiều Út. Dạ hả? Dạ. Nay qua Tết là Út cắt hết mấy cây mai rồi đang dưỡng thân nó lại hả? Cắt là vì nó ra tàn Tết bông nó nhiều. Này mẹ giỡn cắt gì mà muốn hết của nó cắt vậy? Cắt Tết bông nó mới nhiều năm. Dạ. Năm thấy bên anh nhắc anh không dám cắt nó chót vót không có bông như vậy. Mà ra bông mới nhiều. Cái cây mai của anh nhắc bỏ có một xíu đất à. Cái không tưới nước cái heo queo quẳng. Không đủ dinh dưỡng, sợ chết luôn cái thân đó.
không có ánh nắng nữa. Không có ánh nắng nữa đâu, không có phát triển. Vậy cây mai mình cắt cây anh. Tết mình có cây mai nào đâu? Cây mai mình thấy bông đó. Cây mai có chút xíu đó hả? Bự luôn, mai năm bự luôn, cây mai năm bự. Vậy chút xíu à. Thân cũng sớm. Cái thân cũng cỡ cây mai trong đó, nhuyễn nhuyễn. Cũng bự rồi, vậy chứ ừ. Đủ để treo bao lì xì. Mà sơn thì nó thích để nhành chia chia đặng nó treo bao trong đầu. Bây giờ tới cắt để Tết nó ra còn dạ hả? Tới tháng 4, tháng 5 phải cắt lần nữa đó mà. Vậy hả? Mai mốt nó ra lúc ngoài luôn. Vậy, cắt vậy là về cắt, cắt đi. Cắt hai lần á. Dạ đó hả? Cắt chết mà. Cắt ngoài chết vô bắt đền nhớ không? Cắt hai lần luôn. Vậy là tiễn hai lần luôn. Để mai mình đâu cắt hãy cắt rồi. Mai ra em làm đi. Có nhiều vụ về đường này, giờ phai chuyện miếng. Và sao tưới chết veo. Cái chai thuốc hổm mà Út Quốc mua 100 ngàn cho chị đưa cho anh Dũng. Chị biết tưới gì vào tưới bệnh chết sao. Đưa cho anh Dũng. Nhà xài nha. Đưa cho anh Dũng luôn. À cái xài này chấm mắm ruốc hết sảy luôn. Đúng rồi. Quên. Đâu có chua đâu. Dạ. Chấm mắm ruốc thôi. Ờ vậy dặn Út ra phụ đi. Chừng nào ở trên trên cửa. Mình chừng nào mình làm. Vài bữa nữa ăn chấm thơm nè. Tại hôm nay không có mùa mắm ruốc không? Mình mang khoe. Hôm nay cô chú khán giả chờ quá trời lâu. Dạ mình mới có đặt mắm ruốc mà mấy bữa nay mẹ nó chờ thêm vài bữa cho nó thơm. Nó được 2 tuần trở đi á. Dạ. Vậy chắc cả nhà mình ráng chờ nha. Em bữa hay quanh mình cũng hơn từng nữa. Dạ. Vậy cuối tuần mình làm nó được rồi. Ừ cuối tuần làm. Lỡ mốt cho hai thằng hà. Ăn giỏi kìa. Ăn giỏi lắm rồi. Nay quen ông Út rồi. Cũng lạ ha. Rồi. Cho nó gặm. Nó về ngoại nó xong giờ nó quay về. Nó thấy ai nó cũng lại hết á. Nó về nó đi xem ca với mẹ sao nó dễ thương dữ vậy mẹ. Thấy chó sợ chạy. Đây rộng rãi chạy sướng ha. Ở đây chứ bốc nha. Ở đây chứ bốc nha. Chạy thoải mái luôn không sợ xe gì hết trơn. Sợ con chó hả? Ừ. Sợ con chó hả con? Chó ơi.